Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì này. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì này. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì này. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì này. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì này. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha. Đố mọi người biết cái con này là cái con gì này. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem. Chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm.